Alo. Do đó thì nói chung là thôi thì chúng ta tập trung ở nhà, tránh đi đâu, và các cái buổi mà khi mà chưa có thông báo chính thức về việc tập trung á, thì đa số các môn học thì sẽ được dạy bằng online, thì tùy theo thầy cô thôi. Cái này là nhà trường không có bắt buộc, tuy nhiên thì khuyến khích các thầy cô rằng là đặc biệt các cái môn liên quan đến lý thuyết thì sẽ dạy online, thì đặc biệt là môn mình thì mình cũng dạy online thôi. Các em lưu ý là môn nghiệp vụ ngoại thương này thì chúng ta còn 3 buổi, thì 2 buổi này, buổi ngày sáng nay với lại là buổi thứ năm á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cái phần tiếp theo của cái cách tính giá của một lô hàng xuất nhập khẩu cũng như là các cái vấn đề tính toán. Còn cái buổi tiếp theo là mình chúng ta nghỉ một buổi đó, thì cái buổi đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các em thì cái quy trình để mà xuất nhập một cái lô hàng. Thì cái đó có thể là không biết là tuần sau thì có đi học lại hay chưa. Tuy nhiên nếu chưa học lại thì mình sẽ sử dụng một, tại vì mình thấy rằng là sáng thứ ba tuần sau thì chúng ta bắt đầu học môn quản trị chuỗi cung ứng á. Thì thực ra thì cái phần mà xuất nhập một lô hàng thì nó cũng liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng một tí. Thực ra thì nó nằm ở trong cái phần gọi là phần logistics. Do đó thì sáng thứ ba nếu mà chúng ta chưa có tập trung thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cái buổi còn lại của môn nghiệp vụ ngoại thương này, ở trong cái phần đó liên quan đến vấn đề làm quy trình xuất cũng như nhập một lô hàng thì trong thực tế thì như thế nào nhé. Còn 2 buổi tiếp theo, buổi này với cái buổi thứ năm thì chúng ta sẽ, tại vì chúng ta có 3 tiết thôi, tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng là hướng dẫn cho các em cách tính toán của những phần tiếp theo. Thì chúng ta thấy cái slide trên trên màn hình không ta? Các em có thấy slide không? Đấy ạ. Ok. Khi mình nhấn như vậy nó có chạy không ta? Chữ nhỏ quá hả? Chúng ta thấy chữ to hơn không? Dạ to rồi hả? Ok. Có vấn đề gì thắc mắc thì các em cứ lên tiếng nha. Mình sẽ giải thích cho các em. Bữa nay thì chủ yếu chúng ta tập trung vào vấn đề tính toán thôi. Mình lên lớp khoảng một nó nhỏ lại rồi thầy, ok, tại vì mình chỉnh nó nhỏ lại, ok, mình mở to ra. Rồi chúng ta thấy chưa? Thì đợt trước là mình hướng dẫn cho các em cái công thức tính về chi phí giá thành của một lô hàng xuất cũng như nhập khẩu. Thì nó áp dụng cái công thức đó là invoice. Thì chúng ta lưu ý cái invoice là giá trị hóa đơn. Thì các em lưu ý rằng là gì, trong quá trình đàm phán hoặc là trong quá trình chào giá thì người bán họ sẽ cung cấp cho người mua một cái đơn giá. Thì cái đơn giá cho một lô hàng xuất cũng như nhập khẩu thì nó khác với cái đơn giá mà chúng ta mua bán hàng hóa ở trong nước, ở chỗ là nó sẽ tính theo, có nghĩa là người ta sẽ báo giá theo cái điều kiện thương mại quốc tế, có nghĩa là căn cứ vào cái địa điểm giao hàng ở ứng với mỗi điều kiện khác nhau. Thì chúng ta đã biết rồi, tôi cũng đã hướng dẫn các em rồi, thì nó sẽ có một cái đơn giá khác nhau tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận. Dẫn đến thì người ta, mình nói rồi, liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu thì người ta sẽ sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế để mà người ta báo giá. Chẳng hạn như là đợt trước mình nói với các em rồi, ở Incoterms 2020 thì nó có tới 11 điều kiện, chia làm 4 nhóm: nhóm E, nhóm F, nhóm C và nhóm D. Thì người ta có thể sử dụng các cái điều kiện Incoterms để người ta báo giá. Do đó chúng ta hay thấy rằng ở trong vấn đề mua bán hàng hóa quốc tế, nếu mà chúng ta coi cái phần báo giá thì thực ra thì ở cái phần mà quy trình xuất cũng như nhập một cái lô hàng thì mình sẽ hướng dẫn các em, mình sẽ cung cấp cho các em các cái tài liệu để chúng ta coi. Tại vì liên quan đến cái quy trình thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ có một số các chứng từ, trong đó có một cái chứng từ mình cũng sẽ cố gắng gửi cho các em một cái bộ chứng từ. Thì nếu mà thực tập trung á, thì các em sẽ dễ dàng hơn. Còn vấn đề là không tập trung thì chúng ta học online thì chúng ta cũng cố gắng, mình sẽ gửi cái bộ đó qua mail cho bạn lớp trưởng sẽ gửi cho các em, thì chúng ta cũng cố gắng coi một tí. Thì trong cái báo giá đó chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sử dụng cái Incoterm
để mà người ta báo giá. Và thực ra mình cũng nói rồi là các cái bên mặc dù Incoterm thì nó quy định trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa, và nó là một cái tập quán dẫn đến là người bán người mua họ có thể áp dụng hay không là tùy thuộc vào họ. Tuy nhiên khi mà họ thống nhất là đưa các điều kiện thương mại quốc tế này vào trong hợp đồng, có nghĩa là dẫn chiếu các điều kiện thương mại quốc tế này vào trong hợp đồng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó nằm ở đâu. Thì được trước mình đã giải thích cho các em rồi, là đáng lẽ là nó phải nằm ở trong vấn đề là giao hàng. Nhưng mà trong giao hàng thì người ta chỉ nói đến cái địa điểm giao hàng ở đâu, rồi thời gian giao hàng ở đâu, rồi đi bằng phương tiện gì, cũng như là thông thường chúng ta sẽ thấy là trong cái vấn đề giao hàng á, cái buổi cuối cùng là liên quan đến vấn đề là cái quy trình thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cụ thể dựa trên cái bộ chứng từ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái phần giao hàng, trong cái điều khoản giao hàng trong hợp đồng á, thì chúng ta chỉ thấy rằng là cảng đi này, cảng đến này, hoặc là chúng ta sẽ thấy thêm một cái khái niệm đó là chuyển tải. Chuyển tải có nghĩa rằng là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là vấn đề vận chuyển hàng hóa giữa các nước, đặc biệt là các nước càng xa thì thông thường người ta sẽ sử dụng một nước thứ ba làm cái địa điểm tập kết hàng trước khi mà đi đến điểm đích. Thì nôm na chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái vấn đề, trong cái điều khoản giao hàng á, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái phần gọi là transshipment. Transshipment người ta gọi là chuyển tải, có nghĩa là trước khi đến cảng đích thì nó sẽ đến một cái cảng thứ ba. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta sẽ thấy ở cái điều khoản về giao hàng. Còn ở trong cái điều khoản về đơn giá thì người ta sẽ dẫn chiếu cái điều kiện thương mại quốc tế vào đó. Nôm na chúng ta hiểu rằng là được trước mình giải thích cho các em rồi đó, là nó nằm ở trong cái phần là gì, điều khoản về đơn giá. Do đó người ta có thể sử dụng cái thuật ngữ đó là giá FOB, giá ship, giá CPT, giá CIP, giá DDP. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, giá theo điều kiện thương mại quốc tế. Thì giá theo điều kiện thương mại quốc tế thì người ta được hình thành, nôm na chúng ta hiểu là người ta tính cái giá đó như thế nào, thì dựa trên cái công thức mà chúng ta thấy trên màn hình đây, đó là invoice. Mình nhắc lại thôi, nếu mà bạn nào được trước nghĩ, hoặc là mình nhắc lại để các em nhớ, để chúng ta lưu ý như thế này. Thi á, thì chúng ta sẽ có một cái phần tự luận. Phần tự luận đó mình tập trung vào vấn đề là tính giá. Cái bữa nay thì chúng ta sẽ hoàn thành cái vấn đề làm tính cái giá xuất cũng như nhập khẩu. Bữa tiếp sau thì chúng ta sẽ tính, chẳng hạn như là nó sẽ có một cái phần liên quan đến cái tỷ suất xuất nhập khẩu, để mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta xuất một lô hàng thì chúng ta có lời hay không. Thì cái đó là buổi tiếp theo. Còn buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi hôm trước liên quan đến vấn đề là tính giá. Thì mình nói rồi, mình sẽ đang giới thiệu sơ lại. Thì cái giá xuất nhập khẩu đó thì người ta sử dụng cái công thức là invoice. Invoice thì bằng C cộng cho F1. Với C thì được chứng minh giải thích cho các em là gì? Người ta ở đây là định nghĩa là gì? Giá vốn hàng hóa sau khi sản xuất, có nghĩa là giá trị hàng đặt tại kho của người xuất khẩu. Nếu mà giá trị hàng đặt tại kho của người xuất khẩu thì theo ứng với điều kiện thương mại quốc tế mà chúng ta đã biết đó, là mình hướng dẫn cho các em rồi đó, đó là export, có nghĩa là giao hàng tại xưởng chưa bốc lên phương tiện vận tải do người mua cử tới tại kho của người bán. Thì người ta có thể sử dụng một cái thuật ngữ C ở đây là gì, giá export. F1 ở đây thì người ta định nghĩa đó là các cái chi phí phát sinh tại nội địa nước xuất khẩu, và F1 bằng không nếu mà bán theo export. Thì chúng ta các em lưu ý là đây là cái giá mà người bán họ sẽ chào giá cho người mua, dẫn đến là tất cả các cái chi phí phát sinh từ khi mà bốc hàng lên phương tiện vận tải tại kho người bán cho đến khi giao hàng cho người mua tại kho người mua. Thì người nếu mà người bán, chúng ta lưu ý nghe, nếu mà người bán họ phải chịu cái chi phí gì trong quá trình đó, thì họ sẽ gì, cộng tất cả các cái chi phí vào trong cái đơn giá để mà gì, họ gửi cho người bán. Thì đợt trước mình giới thiệu cho các em rồi, thì tùy theo cái điều kiện, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như hai bên thống nhất là điều kiện là FOB, có nghĩa là giao hàng trên tàu tại cảng xuất. Thì nôm na chúng ta hiểu là gì, để đưa hàng hóa đó lên tàu tại cảng xuất thì người bán họ phải chịu mọi chi phí phát sinh, mà ở đây chúng ta thấy là gì, bốc hàng này, chẳng hạn như là bốc hàng lên phương tiện vận tải tại kho người bán là một cái chi phí, rồi rồi chở cái phương tiện, chở cái hàng hóa đó từ kho người bán đến gì, cảng xuất, đúng không ạ? Rồi làm thủ tục thông quan xuất khẩu, rồi trả các cái chi phí làm hàng tại cảng.
À, thì các em lưu ý rằng là gì, để mà đưa hàng hóa đó lên tàu thì các em lưu ý là gì, người bán họ sẽ cộng tất cả các cái chi phí đó lại để mà gì báo giá cho người mua, dẫn đến là chúng ta lưu ý là tất cả các cái chi phí này là chi phí mà người bán sẽ phải trả, nếu mà tùy thuộc vào cái điều kiện thương mại quốc tế mà hai bên áp dụng. Nếu mà người mua, chúng ta thấy luôn là chẳng hạn như là trong cái công thức này thì nếu mà người mua họ chịu cái chi phí gì thì nôm na chúng ta hiểu rằng gì, nó không có tính vào đây, có nghĩa rằng là người ta chỉ tính tất cả các chi phí này là chi phí mà người bán phải trả để đưa hàng hóa tới cái địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận. Lưu ý nha. Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ? Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ? Dạ có ạ. Thực ra thì mình không có thích dạy online lắm, ở chỗ là mình không biết là các em có nghe hay không. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta cũng cứ lên tiếng nha. Rồi rồi, cảm ơn các em nhiều. Rồi tiếp tục nha. Tới đây có ai thắc mắc gì không? Dạ chưa có thầy. Ok, cảm ơn. Khi nào mà có thắc mắc gì hoặc không hiểu, tại vì mình nói rồi, cái phần này thì chúng ta sẽ thi. Tuy nhiên thì mình sẽ cho chẳng hạn như cái slide này, tại vì trong tài liệu chúng ta sẽ không có phần này, mà phần này thì chủ yếu là mình cung cấp cho các em thông qua slide, do đó cái slide này mình sẽ gửi cho các em qua hệ thống LMS sau cái buổi học này để mà chúng ta coi, cũng như là trong khi thi, nếu mà bạn nào không có nhớ các cái công thức tính cũng như là cái cách tính thì chúng ta có thể là mang cái tài liệu này vào nhé. Nên chúng ta cũng yên tâm đi là mình sẽ cho các em sử dụng tất cả các tài liệu liên quan đến môn học này mà thôi. Rồi tiếp tục nha. Rồi ở đây mình giải thích sơ lại thôi. Chẳng hạn như là F1 là các cái chi phí phát sinh tại nội địa nước xuất khẩu, thì chúng ta đợt trước tôi cũng phân tích rồi, nó gồm những chi phí gì. Rồi X ở đây là gì, người ta định nghĩa là thuế xuất khẩu, và X bằng không nếu mà bán theo điều kiện export. Thì chúng ta lưu ý là gì, nếu bán theo điều kiện export thì người bán không làm thủ tục thông quan xuất khẩu, dẫn đến là nó không có xuất hiện cái thuế xuất khẩu ở đây, mà người mua, đúng không ạ? Export thì chúng ta thấy là giao hàng tại kho của người tại kho của người bán là hết trách nhiệm của người bán, kể cả về rủi ro, kể cả chi phí. Và có một cái đặc điểm là export thì người mua phải làm thủ tục thông quan xuất khẩu, và nếu mà người mua họ làm thủ tục thông quan xuất khẩu thì người bán ở đây người ta không làm thủ tục, thì chúng ta thấy rằng là sẽ không có cái điều kiện, không có cái X ở đây. Chúng ta lưu ý nha. Còn F là cước vận tải quốc tế. Lưu ý như thế này, cước vận tải quốc tế là cước vận tải chặng chính, để mà trả cho người chuyên chở vận chuyển hàng hóa đó từ cảng xuất đến cảng nhập. Thì nếu mà người bán, đúng không, nếu mà hai bên họ thỏa thuận rằng là gì, người bán phải chịu cái chi phí để mà đưa hàng hóa tới cảng nhập, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như điều kiện là CPT, điều kiện từ nhóm C và nhóm D, thì chúng ta thấy chúng ta thấy rằng là ở hai nhóm này thì người bán và phải trả cái chi phí để mang hàng hóa đó tới cảng nhập. Tại vì ở nhóm C và nhóm D thì đợt trước mình phân tích cho các em ở trong các điều kiện thương mại quốc tế rồi, đó là gì, địa điểm giao hàng là gì, ở nước người mua rồi, ở đâu ở nước người mua thì không quan trọng. Điều đó chúng ta hiểu rằng là gì, để mà giao hàng tới nước người mua thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, người bán họ phải thuê phương tiện vận tải chân chính, và nếu mà người bán thuê phương tiện vận tải chân chính thì người bán sẽ gì, họ phải cung cấp cái cước phí vận chuyển bằng cách là cộng vào cái đơn giá luôn, được chưa? Rồi Y là phí bảo hiểm. Chúng ta lưu ý rằng là gì, cái phí bảo hiểm này tí nữa chúng ta cũng phải phân tích về cái phí bảo hiểm này, thì có một cái đặc điểm là phí bảo hiểm này là phí bảo hiểm mà người bán phải trả cho người bảo hiểm, nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là ở cái nghĩa vụ A5 đó là gì, ở đây là gì, người mua nhờ người bán mua giùm bảo hiểm, dẫn đến là người bán sẽ mua bảo hiểm đồng thời sau khi mua bảo hiểm xong. Tất nhiên rủi ro vẫn thuộc về ai, vẫn thuộc về người mua, nhưng mà người bán họ sẽ gì, đòi tiền người mua về cái gì, cái phí mà người mua đã nhờ người bán mua bảo hiểm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy xuất hiện từ là Y. Còn nếu mà người bán người mua, đúng không, trong điều kiện CFR chúng ta thấy rằng là gì, người mua họ phải chịu cái rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất đến cảng nhập. Nhưng mà nếu mà không xuất hiện cái Y này, điều đó có nghĩa là người mua họ sẽ trực tiếp mua bảo hiểm cho cái chặng đường đó mà không nhờ người bán. Còn trong trường hợp nếu mà người mua
đúng không? Họ không thể nào mua bảo hiểm vì một lý do nào đó thì họ có thể nhờ người bán mua bảo hiểm, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ xuất hiện cái điều kiện là CIF đó, đúng không? Nhờ thì phải gì? Phải trả. Có nghĩa rằng là người bán họ mua thì người mua phải trả lại cái phí đó, thì chúng ta cũng sẽ phải tính, rồi chúng ta sẽ cũng phải tính cái y này, phí bảo hiểm này. Ở đây thì người ta mở ngoặc ra là gì? Nếu bên bán phải mua bảo hiểm dùm cho bên mua đó, đúng không ạ? N ở đây là thuế nhập khẩu, đúng không ạ? Nếu bán theo điều kiện DDP thì thực ra thì mình nói đi nói lại để cho các em có một cái sự hồi nhớ lại thôi. Thì ở trong 11 điều kiện quốc tế, đúng không? Từ nhóm E cho đến nhóm D thì chỉ có một điều kiện, đó là DDP thì người bán làm cái nghĩa vụ liên quan đến vấn đề là thủ tục thông quan xuất nhập khẩu thì người bán phải chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất cũng như nhập khẩu. Ngược lại ở điều kiện xuất thì chúng ta thấy ngược lại, đó là người mua họ phải có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu cũng như là thủ tục thông quan nhập khẩu. Thì ở đây nếu mà hai bên họ thỏa thuận rằng là gì, địa điểm giao hàng là gì, trên phương tiện vận tải tại kho người bán, thì đợt trước mình đã thống nhất rồi, trên phương tại kho người mua, đúng không ạ? Thì nôm na là người người bán họ phải chịu mọi chi phí, trong đó có chi phí về vận chuyển, chi phí làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu và các chi phí bảo hiểm để đưa hàng hóa đó tới kho của người người mua. Thì nó chỉ có một cái điều kiện có thể áp dụng điều được cái này, đó là DDP. Ngoài ra ở cái vấn đề là nếu hai bên họ thống nhất là gì, địa điểm giao hàng áp dụng điều kiện là DDP, thì người bán họ sẽ phải tiến hành trả một cái chi phí liên quan đến vấn đề là thuế giá trị gia tăng, hay là còn gọi là VAT đó. VAT thì nó viết tắt bởi cụm từ bằng tiếng Anh mà thôi. Còn ở đây thì do chúng ta tiếng Việt thì người ta hay sử dụng cái thuật ngữ là thuế giá trị gia tăng. Nếu bán theo điều kiện là DDP thì nó sẽ xuất hiện cái này. Đồng thời cái F2 ở đây là các cái chi phí phát sinh tại nội địa nước nhập khẩu. Nếu bán theo điều kiện DPU và DDP thì chúng ta lưu ý rằng chẳng hạn như các cái chi phí phát sinh tại nội địa nước nhập khẩu, ngoài cái vấn đề là chi phí thủ tục thông quan xuất nhập khẩu rồi thì còn có các chi phí liên quan, chẳng hạn như là dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải cảng chính này, đúng không ạ? Rồi lưu kho lưu bãi này, được trước mình phân tích rồi, đúng không? Lưu kho lưu bãi tại cảng để chờ làm thủ tục thông quan nhập khẩu. Sau khi làm thủ tục thông quan nhập khẩu xong thì các em lưu ý là cái chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu không phải là F2 nha. Chi phí làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu ở đây thì người ta tính vào cái X rồi, có nghĩa là thuế xuất nhập khẩu rồi. Cái F2 này không, cái F2 này nó có thể là chi phí lệ phí làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu không phải là thuế, có nghĩa là lệ phí chúng ta làm thủ tục thì chúng ta đóng một cái lệ phí, thì cái F2 này nó gồm có lệ phí xuất khẩu cũng như là lệ phí nhập ở đây là F2 là lệ phí nhập khẩu, đúng không? Rồi còn một cái là sau khi làm thủ tục thông quan nhập khẩu xong thì nó sẽ phát sinh ra một chi phí, đó là gì? Bốc hàng lên phương tiện vận tải tại và vận chuyển hàng hóa đó về kho của nước người người mua, tại kho người mua. Còn cái một chấm 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 ở đây thì nó còn có các cái khoản như lãi vay, lãi dự tính, phí ngân hàng, thì cái này chúng ta sẽ trong quá trình chẳng hạn như là buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các em, chẳng hạn như là trong trường hợp là người bán họ phải thuê, họ phải vay tiền để mà mua hàng hoặc là trong quá trình sản xuất đó, thì chúng ta tính vào đây luôn, thì cái đó bữa sau chúng ta sẽ tính. Thì đó là lý do tại sao, đó là cái công thức mà mình nói lại cho các em. Ở đây thì đợt trước mình giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là tính thuế xuất nhập khẩu như thế nào, thì chúng ta vẫn thấy cái bảng này chứ nhỉ? Chúng ta thấy cái slide, vẫn thấy slide phải không? Ok, rồi. Thì đợt trước rồi mình cho các em tính cái thuế xuất nhập khẩu rồi, thì mình thực ra thì chúng ta cũng đã học là được học ở qua môn thuế vụ. Ở đây thì môn học này thì cũng không phải đi chuyên sâu vào cái như kiểu thuế vụ, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tính toán lại để cho chúng ta có một cái kiến thức cơ bản về cái cách thuế xuất nhập khẩu. Thì thực ra mình nói với các em như thế này, cái thuế xuất nhập khẩu này chúng ta sẽ tính và chúng ta sẽ ghi vào đâu trong cái tờ tờ khai xuất nhập khẩu á, thì tất nhiên là để tránh nó cũng không cần thiết lắm, tại vì hiện nay thì nếu mà các em làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì người ta sẽ truyền làm tờ khai điện tử, do đó vấn đề là cách tính toán này thì chúng ta chỉ biết công thức tính mà thôi, tại vì cái trên cái tờ khai đó nó có nhiều cái mục, rất là nhiều mục, nên để sau này nếu mà bạn nào làm thì chúng ta tìm hiểu sau. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các em cái cách tính thuế xuất cũng như nhập khẩu một cách cơ bản mà thôi. Thì để mà tính thuế xuất khẩu thì cái cách tính trị giá tờ khai hàng xuất khẩu có nghĩa rằng là
hải quan họ sẽ đánh thuế dựa trên cái giá nào? Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, cái tổng tổng trị giá hàng hóa mà hải quan sẽ đánh giá thì dựa dựa trên đó là khi hàng hóa đó được mang lên tàu tại cảng đi. Nôm na chúng ta hiểu ra được, trước mình giải thích cho các em đó là gì. Ở đây chúng ta thống nhất là chúng ta 90% hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, dẫn đến là chúng ta chỉ áp dụng những cái điều kiện bằng đường biển thôi, chẳng hạn như FAS, FOB, CFR và CIF. Còn lại một số các điều kiện khác áp dụng cho đường hàng không hay đường bộ thì nó cũng tương tự mà thôi. Và người ta thông thường người ta sẽ sử dụng hai cái điều kiện liên quan đến bằng đường hàng không, thì người ta có thể sử dụng cái điều kiện là CPT, CIP rồi DPU, DDP. Tuy nhiên thì ở đây thì để tránh chúng ta lung tung thì tôi thống nhất luôn là chúng ta chỉ áp dụng là liên quan đến vấn đề là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Thì người ta có là gì, trị giá hàng bán tại cảng đi thì bằng tổng trị giá tờ khai. Có nghĩa là khi mà chúng ta khai báo để đóng thuế xuất khẩu thì trong cái tờ khai hải quan xuất khẩu đó thì chúng ta sẽ nó sẽ có một cái phần đó là gì, trị giá tờ khai hàng xuất khẩu, thì chúng ta sẽ ghi tổng cái giá tiền của cái lô hàng hóa đó. Thì cái tổng giá tiền của lô hàng hóa đó thì người ta sẽ lấy cái giá mà hàng hóa đó được đặt tại trên tàu tại cảng đi, không phải là gì tại kho của người mua, hoặc là cũng không phải là ở một cái vị trí nào đó giữa kho người mua với lại là trên tàu tại cảng xuất. Do đó thì người ta lấy cái địa điểm để tính giá tính thuế xuất khẩu đó là gì, khi hàng hóa đó được đặt trên tàu tại cảng đi. Nôm na chúng ta hiểu là người ta sẽ lấy cái giá FOB á, để mà người ta tính thuế nhập khẩu, tính thuế xuất khẩu. Tôi lấy ví dụ như ở đây là một công ty xuất 100 tấn viên nén gỗ với điều kiện giao hàng là FOB, giá là 100 đô. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hiểu rằng là gì, cái giá FOB của cái lô hàng 100 tấn này là là 100 đô, đúng không? Do đó vấn đề là trị giá lô hàng tờ khai này thì các em lưu ý ở đây đây nó thiếu một tí, trên tấn. Chẳng hạn như là xuất 100 tấn viên nén gỗ với điều kiện là giao hàng là FOB, thì nôm na chúng ta hiểu đây là gì, cái giá đây là giá FOB này, đúng không ạ? Giá FOB nó sẽ là gì, 100 đô la trên một tấn. Do đó trị giá lô hàng này, hay còn gọi là trị giá tờ khai mà chúng ta ghi vào tờ khai hải quan, nó sẽ bằng gì, 100 đô nhân cho 100 tấn là gì, 10.000 đô. Thì người ta lấy cái trị giá này gọi là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu. Rồi tới đây hiểu chưa, có ai thắc mắc gì không? Mình chỉ nói lại cái mọi bữa thôi. Rồi, rồi vậy nha. Rồi. Về cách tính trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, lúc nãy tôi nói rồi, cách tính trị giá tờ khai hàng xuất khẩu thì người ta sẽ lấy cái giá là giá khi hàng hóa đó được kéo lên tàu tại cảng đi, hay còn gọi là giá FOB. Nhớ nha. Còn cái cách tính trị giá tờ khai hàng nhập khẩu thì đây là cái cách tính trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, thì có nghĩa rằng là hàng hóa này sẽ được nằm ở đâu, thì người ta sẽ lấy cái giá đó, hải quan họ sẽ lấy cái giá đó để tính cái thuế nhập khẩu. Thì nôm na chúng ta lấy rằng công thức đó là trị giá hàng hóa. Trị giá hàng hóa này nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, giá hàng hóa khi đặt tại kho của người bán. Thì người ta gọi là trị giá hàng hóa cộng cho tất cả các chi phí hàng hóa về cảng đến Việt Nam. Nôm na là cộng tất cả các cái chi phí để đưa hàng hóa đó về về đâu, về cảng nhập tại trên tàu. Nôm na chúng ta hiểu là về cảng nhập trên tàu tại tại cảng nhập, đúng không ạ? Cộng cho chi phí bảo hiểm nếu có. Nếu mà trường hợp là người bán mua bảo hiểm dùng cho người mua thì nó sẽ xuất hiện thêm cái chi phí bảo hiểm. Còn nếu mà trường hợp mà người bán không mua dùm bảo hiểm cho người mua, có nghĩa là gì, người mua họ sẽ tự mua bảo hiểm thì sẽ không xuất hiện cái chi phí bảo hiểm này. Thì nó sử dụng cái công thức này để tính cái tổng giá trị tờ khai hàng nhập khẩu. Thì đợt trước mình nói với các em rồi, cái này nôm na là gì, để mà
kéo hàng hóa này về tới cảng nhập, trên tàu tại cảng nhập thì nó có một cái giá gọi là gì, giá CFR, hay còn gọi là nếu mà người bán mua dùm bảo hiểm cho người mua thì nó sẽ xuất hiện cái giá là gì, CIF. Thì đây là cái công thức mà một cái ví dụ chẳng hạn như là nhập khẩu lô hàng máy bơm theo điều kiện giao hàng là export. Theo điều kiện giao hàng là export ở đây là gì, giá là 1.000 đô, thì nôm na chúng ta biết là trị giá hàng hóa khi mà hàng hóa tại kho của người mua chưa bốc lên phương tiện vận tải là gì, giá là 1.000 đô, rồi cộng cho tất cả các cái chi phí để kéo hàng hóa đó, để đưa hàng hóa đó về cảng nhập, trên tàu tại cảng nhập thì nó gồm có các cái chi phí phát sinh này, cái này là cước tàu biển. Thứ nhất là gì, phí vận chuyển từ kho người bán đến cảng và thủ tục tại cảng xuất. Nôm na nó gồm có là gì, phí ở đây là gì, 300 đô. Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, cái này là phí bao gồm là phí bốc hàng từ kho của người bán lên phương tiện vận tải, đúng không, rồi chở cái phương tiện chở cái hàng hóa này từ kho của người bán ra cảng xuất, đúng không ạ, rồi làm thủ tục thông quan xuất khẩu, rồi bốc hàng hóa đó lên tàu, thì là cái chi phí này thì người ta có 300 đô, đúng không ạ. Rồi nôm na chúng ta hiểu ở đây là gì, cái này tôi lấy ví dụ như là nó chính là gì, F1 đó, F1 cộng với lại là X, đúng không ạ, X là thuế xuất khẩu, đúng không ạ, F1 là tất cả các chi phí để đưa hàng hóa đó lên tàu tại cảng xuất, đúng không ạ, và X là xuất khẩu. Rồi để mà đưa hàng hóa này tới cảng nhập thì nó xuất hiện ra một cái phí cước tàu biển, nôm na chúng ta gọi là F á, được chưa? Không, cái công thức là nó là F, được chưa? Rồi nếu mà ở đây người bán mà mua dùm bảo hiểm cho người mua, chẳng hạn như là 150 đô thì chúng ta sẽ xuất hiện cái gì? Ở đây là cái Y đó. Thì nôm na trị giá tờ khai hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu ở đây chính là giá gì? Là giá gì? Giá CIF, đúng không ạ? À, giá CIF. Thì giá CIF này nó sẽ bằng cái gì? Giá export này. Ở đây mình ghi lại công thức cho các em này, đúng không? Giá export này cộng cái gì? Cộng cho F1 này, đúng không ạ? Rồi cộng cho gì? X này, thuế xuất khẩu này, cộng cho F này, đúng không ạ? Cộng cho Y này thì là bằng 1.850 đô. Thì đây là cái giá, đây là cái giá để người ta áp dụng để tính cái thuế nhập khẩu. Nôm na chúng ta hiểu đó chính là giá ship. Rồi tới đây có ai thắc mắc gì không? Cái cách tính trị giá tờ khai hàng xuất khẩu và cách tính trị trị giá tờ khai hàng nhập khẩu thì nôm na chúng ta hiểu lại là gì? Cái trị giá tờ khai hàng xuất khẩu chính là cái gì? Giá FOB, hàng xuất khẩu nha, chính là giá FOB. Còn trị giá tờ khai hàng nhập khẩu chính là gì? CIF. Ở đây mình CIF hoặc là gì? CFR này, hoặc là gì? CFR, đúng không? Hoặc là gì? CIF. Còn ở cái cách tính trị giá tờ khai hàng xuất khẩu thì nôm na chúng ta hiểu đó là gì? Giá nó chính là gì? Giá FOB. Đó, cái cách mà chúng ta tính cái trị giá tờ khai. Rồi, tới đây có ai thắc mắc gì không? Các bạn nào thắc mắc không? Vẫn theo dõi chứ hả? Dạ vâng ạ. Có thắc mắc gì không? Bạn bạn nào đây? Vũ Huy Cường hả? Dạ không thầy. Em tới gì? Rồi tới đây chúng ta đã hiểu chưa? Không có thắc mắc gì đúng không? Đó là cái cách mà tính giá FOB với lại là giá ship. Nôm na là gì? Để mà tính cái thuế xuất khẩu thì chúng ta phải tính ra được cái giá FOB. Còn để tính ra được cái thuế nhập khẩu thì chúng ta phải tính được cái giá ship. Đó là cái cách tính. Nhớ nha. Rồi tiếp theo nha. Sau khi mà chúng ta xác định được cái trị giá tính thuế hàng xuất khẩu cũng như là trị giá tính thuế hàng nhập khẩu, có nghĩa là giá FOB hàng xuất khẩu và giá ship hàng nhập khẩu, thì cái cách tính thuế xuất nhập khẩu thì khá là đơn giản, có nghĩa là người ta sẽ lấy cái công thức đó là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu
hoặc là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu nhân với cái thuế xuất xuất nhập khẩu, thì nó sẽ ra cái tiền thuế mà chúng ta phải nộp cho hải quan. Thì đó là khá là đơn giản rồi. Tôi lấy ví dụ ở đây, nhập khẩu lô hàng máy bơm, điều kiện giao hàng lãi suất, trị giá lô hàng có nghĩa là người ta có trị giá tờ khai. Hỏi anh cái, trị giá tờ khai ở đây là giá gì vậy? Bạn nào trả lời cho mình cái. Chúng ta thấy cái slide không? Đúng không? Ví dụ này, nhập khẩu lô hàng máy bơm, điều kiện giao hàng lãi suất. Điều kiện giao hàng lãi suất nghĩa là sao? Rồi trị giá lô hàng, trị giá tờ khai. Tất nhiên trị giá tờ khai này là giá gì vậy? Trị giá tờ khai này là tổng giá trị, đúng không ạ? Của lô hàng để mà khai báo thuế đấy. Vậy trị giá tờ khai này là giá gì? Bạn Lan Hương có đây không? Dạ có thầy. Theo 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 Hương thì cái trị giá lô hàng 1850 đô này là giá gì vậy? Dạ giá FOB hả thầy? Theo em Dạ theo em là giá FOB. giá FOB là giá khi hàng hóa đó được ở trên tàu tại cảng xuất, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính thuế gì? Thuế nhập khẩu, đúng không ạ? Thuế nhập khẩu thì nôm na chúng ta để mà tính được thuế nhập khẩu thì người ta sẽ lấy cái trị giá lô hàng, nôm na là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu hay nhập khẩu nhân với thuế xuất khẩu. Theo em thì chúng ta sẽ lấy trị giá tờ khai xuất khẩu hay là trị giá tờ khai nhập khẩu để mà tính cái thuế nhập khẩu. Dạ, tờ khai nhập khẩu ạ. Tờ khai nhập khẩu, chính xác. Điều đó có nghĩa là trị giá lô hàng này chính là giá gì? Dạ, giá ship. Giá ship, chính xác. Giá ship hoặc là gì? Giá ở đây thì người ta RR. tại vì ở đây người ta không có nêu rõ là người bán có mua bảo dùm bảo hiểm cho người mua hay không, do đó thì ở đây có thể có hai trường hợp, đó là gì? Trị giá lô hàng hay còn gọi là trị giá tờ khai hàng, hàng gì, hàng nhập khẩu, đúng không ạ? Hay còn gọi là giá ship hoặc là giá CFR đó, đúng không ạ? Để người ta tính, có nghĩa rằng là ở đây nó bằng bao nhiêu? 1850 đô. Và thuế nhập khẩu ở đây là gì? 10%. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này là gì? Tiền thuế nhập khẩu sẽ là 1850 đô nhân cho 10%, có nghĩa là chúng ta phải đóng tiền thuế nhập khẩu lô hàng này là 180 đô. Đó là cái cách tính. Ví dụ 2, đó là trị giá lô hàng, trị giá tờ khai là 10.000 đô, thuế xuất khẩu là 5%. Rồi hỏi bạn nào một cái coi. Hồng Thủy hả? Cáp thì Hồng Thủy hả? Có đây không? Không ai có, tôi đánh vắng nha. Bạn Thủy có đây không? Dạ không thấy thầy ơi. Hồng Thủy à, thực ra trên đây không có dấu nên thôi, thông cảm. Rồi Thủy cho mình biết một cái. Ở cái ví dụ 2 này, nôm na cái trị giá tờ khai này là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu hay trị giá tờ khai hàng nhập khẩu? Lúc nãy là bạn Hương đúng không? Thấy có thể cho mình câu trả lời không? Đúng không? Ở đây chúng ta em có thấy cái ví dụ hai chưa? Dạ rồi. Trên ví dụ 2 đúng không? Trị giá lô hàng mở ngoặc ra trị giá tờ khai là 10.000 đô. Vậy mình hỏi một cái là trị giá tờ khai này là trị giá tờ khai xuất khẩu hay là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu? Hàng nhập khẩu thôi. Tại sao mà cho em biết được nó là nhập khẩu? Tại sao mà em biết nó là xuất khẩu? Tại vì người ta cho chúng ta thuế là ở đây là thuế gì? Thuế xuất khẩu, đúng không? Người ta yêu cầu chúng ta tính thuế xuất khẩu, đúng không? Nếu mà tính thuế xuất khẩu thì em sẽ lấy trị giá tờ khai hàng xuất khẩu, đúng không? Trị giá tờ khai hàng xuất khẩu theo điều kiện thương mại quốc tế.
Incoterm 2020 nó chính là giá gì? Dạ xuất khẩu thôi. Xuất khẩu thì đúng rồi. Trị giá tờ khai này này, đây là hàng xuất khẩu đúng không? Dạ. Hàng xuất khẩu này mình đánh vô này. Đúng không ạ? Theo điều kiện quốc tế, trị giá tờ khai hàng xuất khẩu là bằng 10.000 đô đúng không? Vậy theo điều kiện quốc tế, Incoterm nó là giá của điều kiện gì? Dạ phát đó. Dạ giá của FOB có nghĩa là gì? Giá FOB có nghĩa là gì? Lúc nãy mình nói rồi, trị giá tờ khai hàng xuất khẩu thì người ta sẽ lấy giá của lô hàng đó khi lô hàng đó nằm trên phương tiện vận tải tại cảng xuất, đúng không ạ? Ở đây áp dụng bằng đường biển nên khi nằm trên phương tiện vận tải tại cảng xuất thì nó chính là giá gì? Giá FOB, được chưa? Đúng không? Bằng giá FOB, bằng 10.000 đô và thuế xuất khẩu 5% thì chúng ta tính tiền. Thế xuất khẩu thì chúng ta chỉ lấy là 10.000 đô nhân gì 5%, có nghĩa rằng là chúng ta chỉ đóng gì 500 đô tiền thuế xuất khẩu. Qua cái ví dụ này chúng ta có thể hiểu rằng là gì, để mà tính được cái thuế xuất khẩu thì chúng ta phải tính được cái giá gì? Đặng thì Cẩm Tiên, có bạn Tiên đây không? Tiên hay Tiến vậy? Tiên nào vậy thầy ơi? Hai tiên. Em á, Đặng thì Cẩm Tiên hả? Dạ. Rồi hỏi lại nha. Để mà tính thuế xuất khẩu thì người ta sẽ lấy giá gì? Để mà người ta nhân với thuế xuất thì nó mới ra được cái số tiền thuế mà chúng ta phải đóng cho nhà nước. Theo điều kiện thương mại quốc tế, nó phải là giá gì? Hả Tiên? Dạ đợi em một chút. Bạn nào biết được không? Bạn Minh Châu. Minh Châu có đây không? Dạ có. Minh Châu cho mình biết mà mình hỏi lại nha. Để tính được cái thuế xuất khẩu mà chúng ta phải đóng cho nhà nước thì tất nhiên là người ta sẽ lấy trị giá tờ khai hàng xuất khẩu đúng không, nhưng với lại là thuế xuất khẩu tùy theo mỗi mặt hàng thì nó sẽ có một cái thuế xuất khác nhau. Vậy cái trị giá tờ khai hàng xuất khẩu của lô hàng đó ứng theo điều kiện thương mại quốc tế nó sẽ là giá gì? Dạ thầy, là giá FOB ạ. Yeah, giá FOB chính xác. Chúng ta lưu ý nghe, mình nói lại một lần nữa là gì, ứng với các điều kiện thương mại quốc tế thì trị giá tờ khai hàng xuất khẩu thì sẽ bằng là giá FOB, có nghĩa là giá để đưa giá khi hàng hóa đó nằm trên phương tiện vận tải tại cảng xuất thì người ta sẽ lấy cái giá đó để mà người nhà ta nhân với cái thuế xuất thì người ta sẽ ra được cái số tiền tính thuế. Còn vấn đề là để tính được cái thuế nhập khẩu thì người ta cũng tương tự, người ta sẽ lấy cái gì, trị giá tờ khai hàng xuất khẩu. Cái thuật ngữ trị giá tờ khai hàng xuất khẩu này là sao, có nghĩa là gì? Trong tờ khai hàng xuất khẩu ở cái mục tính thuế người ta sẽ có một cái ô, trong cái ô đó người ta sẽ ghi rằng là gì, tổng số tiền phải tính thuế. Có nghĩa là tổng số tiền của cái lô hàng đó phải tính thuế. Thì nôm na chúng ta hiểu đó, người ta sử dụng cái thuật ngữ là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, đúng không? Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu có nghĩa là ứng với điều kiện thương mại quốc tế thì nó sẽ là giá gì? Đặng Nhật Quỳnh, bạn Quỳnh có đây không? Dạ có. Theo Quỳnh thì cái trị giá tờ khai hàng nhập khẩu ứng theo điều kiện thương mại quốc tế Incoterm 2020 nó chính là giá gì? Hả Quỳnh? Dạ giá CFR, CIF. CIF hoặc là CFR có nghĩa là giá khi hàng hóa đó nằm ở đâu? Theo Quỳnh mình biết được là khi hàng hóa nằm ở đâu? Trên tàu tại cảng nhập.
À, trên tàu tại cảng nhập, chính xác. Chúng ta lưu ý nghe, thực ra thì mình nhắc đi nhắc lại để mà trong quá trình tính á, một số bạn không biết rằng là tới tới 11 điều kiện thương mại lần mà. Bây giờ chúng ta áp dụng cái điều kiện thương mại nào để mà có thể tính được cái giá mà chúng ta tính thuế hàng xuất khẩu cũng như tính thuế hàng nhập khẩu, thì mình nói lại một lần nữa. Chúng ta chỉ thực hiện liên quan đến vấn đề, không thấy slide nữa hả? Cái vậy? À, chúng ta chờ một tí nghe. Chúng ta thấy slide lại chưa? Dạ rồi thầy. Ok. Thì các em lưu ý là như thế này. Để tính, chúng ta cũng học trong thuế vụ rồi, đúng không ạ? Để tính thuế nhập khẩu một lô hàng cũng như là thuế xuất khẩu một lô hàng thì người ta sẽ tính theo cái giá của điều kiện thương mại quốc tế. Thì tính thuế xuất khẩu sẽ là chúng ta sẽ lấy giá FOB, có nghĩa là giá khi hàng hóa đó đã nằm trên phương tiện vận tải tại cảng xuất, đúng không ạ? Đây này, lúc nãy tôi đã nói rồi, trị giá hàng bán tại cảng đi, đúng không ạ? Trị giá có nghĩa là khi hàng hóa đó nằm tại cảng đi, ở đâu tại cảng đi, ở trên phương tiện vận tải tại cảng đi. Nôm na là chúng ta lấy là gì? Là giá FOB. Rồi còn lại là để tính thuế nhập khẩu thì người ta sẽ lấy trị giá tờ khai hàng nhập khẩu khi hàng hóa đó nằm trên phương tiện vận tải tại cảng nhập. Nôm na chúng ta có hai điều kiện có thể áp dụng là CFR và CIF. Nhớ nha, trong suốt quá trình thi thì chúng ta cũng phải nhớ, đừng có áp dụng lung tung mà cuối cùng chúng ta sẽ ra kết quả khác nhau. Rồi. Cái bài này thì đợt trước chúng ta tính rồi đúng không? Rồi, có một cái nữa ở cái điều kiện là thuế VAT, nếu mà các bên áp dụng theo cái điều kiện là DDP thì lúc này thì chúng ta phải tính thêm một cái thuế gọi là thuế giá trị gia tăng. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là thuế giá trị gia tăng thì nó sẽ có công thức như thế này. Trị giá tờ khai cộng tiền tổng tiền thuế nhập khẩu nhân cho thuế VAT 10% hoặc 5% tùy thuộc vào từng mặt hàng thì nó sẽ ra tổng tiền thuế VAT phải nộp. Thì trị giá tờ khai, tôi lấy ví dụ như thế này, nhập khẩu lô hàng máy bơm điều kiện giao hàng là export, trị giá lô hàng hay còn gọi là trị giá tờ khai là 1.850 đô. Hỏi cái Đặng Thanh Ngân. Các bạn ngân đây không? Dạ có thầy ơi. Em thấy ví dụ ở trong cái tính thuế VAT trong xuất nhập khẩu chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi mình hỏi cái ở trong cái mục trị giá lô hàng, có nghĩa là trị giá tờ khai, mình hỏi cái trị giá tờ khai này là hàng xuất khẩu hay nhập khẩu? Dạ thưa thầy là hàng xuất khẩu. Căn cứ vào đâu em có thể nói là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu? Xuất thì trị giá lô hàng, nôm na lúc này chúng ta hiểu đó là trị giá tờ khai hàng xuất khẩu á, đúng không ạ? Còn vấn đề là khi con đọc cái đề, thực ra là người ta hơi viết tắt một tí, tuy nhiên thì tôi cũng cố tình để cho các em nhận diện cái thử nó là xuất khẩu hay nhập khẩu, để khi mà tính toán cũng như là khi thi, đặc biệt là khi thi mà chúng ta còn biết được. Thì nôm na ở đây là gì? Nó là nhập khẩu, do đó vấn đề là trị giá lô hàng ở đây chính là trị giá tờ khai hàng hàng gì? Hàng nhập khẩu. Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu theo cái điều kiện thương mại quốc tế nó chính là giá gì? Đinh Thị Quỳnh Hoa. Bạn Hoa đây không? Chính là giá gì? Dạ thầy là Vừa nói xong rồi đó nha. dạ thầy con lỡ tắt nó thầy con không có biết thầy đang hỏi. Chết. Bây giờ mình hỏi cái lúc nãy bạn bạn Ngân trả lời chính xác rồi, trị giá lô hàng này chính là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu. Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu có nghĩa là tổng trị giá của lô hàng này khi hàng hóa nằm ở đâu? Dạ khi hàng hóa nằm ở tại trên tàu tại cảng nhập. Trên tàu tại cảng nhập, chính xác. Nếu mà hàng hóa này nằm tại trên tàu tại cảng nhập, đúng không ạ? Thì cái điều kiện nào có thể đáp ứng, điều kiện thương mại quốc tế nào có thể đáp ứng được cái địa điểm giao hàng là trên tàu tại cảng nhập?
hàng hóa. Dạ, điều kiện trên tàu. Nếu mà nó đi bằng đường biển đúng không, là trên tàu biển đó đúng không ạ? Địa điểm giao hàng là trên tàu tại cảng nhập, trên tàu biển tại cảng nhập đúng không ạ? Theo em điều kiện nào có thể đáp ứng được cái đó, nếu mà địa điểm giao hàng là trên tàu tại cảng nhập đi bằng đường biển? Trên tàu tại cảng nhập thì là có điều kiện DAP. DAP đúng rồi. Thực ra DAP là giao hàng tại một cái bến, bến đó có thể là bến bằng đường hàng không nếu mà lô hàng đó đi bằng đường hàng không, bến đó có thể là bến bằng đường biển, bến đó có thể là đi bằng đường sắt, bến đó có thể đi bằng đường bộ, thì người ta sử dụng cái thuật ngữ là DAP. Tuy nhiên ở đây mình nói này, mình cụ thể luôn là nó đi bằng đường biển đúng không, thì địa điểm Là thì ứng ra thì mình nói như thế này là, em nói cũng đúng, là chúng ta có thể sử dụng cái điều kiện là DAP, tại vì DAP lúc nãy là thầy nói rằng là, bến này có phải là bến bằng đường biển cũng được, nhưng mà có một cái điều kiện nào nó, khi mà chúng ta nhìn vào đó một cái chúng ta biết được rằng là gì, nó đi bằng đường biển, chúng ta không có một cái suy nghĩ lung tung nữa đúng không ạ? Dẫn đến cái điều kiện DAP á, thông thường thì người ta sử dụng cho các cái đường khác, ngoài đường sông đường biển, đó là gì, đường hàng không này, đường bộ này, đường sắt này đúng không? Có điều kiện nào mà tương ứng với lại DAP mà đường biển không? Điều kiện ship và CFR. Chính xác, hai cái điều kiện đúng không ạ? Đi bằng đường biển thì nó sẽ có là gì, bốn cái đường, bốn cái điều kiện thương mại quốc tế, là chúng ta nhớ nha, mình nhắc lại luôn để bữa sau thì mình đỡ quên, đó là gì, FAS này đúng không, FOB này, FAS có nghĩa là free alongside ship này, giao hàng dọc mạn tàu đúng không, FOB là free on board có nghĩa là giao hàng trên tàu tại cảng xuất đúng không ạ, CFR đúng không ạ, và CIP thì CFR và CIF, đây là bốn cái điều kiện áp dụng cho đường vận tải biển. Vậy trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, nôm na là gì, hàng hóa đó sẽ nằm trên tàu tại cảng nhập, vậy cái giá ở đây là giá gì hả Hoa? Nhập khẩu là giá CIP và giá CFR. Trong cái trường hợp cụ thể ở cái ví dụ này thì cái giá, mình đang để đây này, trị giá lô hàng chính là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, nó sẽ bằng giá gì theo đường biển, Ship ạ. giá ship đúng không, hoặc là gì, giá CFR CFR. đúng không ạ? Giá ship thì nó khác biệt một tí, đó là gì, người bán sẽ mua bảo hiểm dùm cho người mua đúng không ạ? Rồi tiền thuế nhập khẩu là 185 đô, làm thế nào chúng ta có được cái, chúng ta có thể tính được tiền thuế nhập khẩu này hả? Đặng Minh Lai, các bạn like đi không? Bạn Đoàn Thị Phương Nguyên, Nguyên có đây không? Đồng Đức Minh, Dạ có ạ. mình hỏi một cái, ở đây người ta ghi là tiền thuế nhập khẩu là 185 đô, nghĩa là sao? Khẩu. Em nghĩ là tiền đã tính rồi ạ. Là tiền đã tính rồi, bằng công thức nào? Bằng cái gì? Bằng Bằng trị giá tờ khai hàng nhập khẩu đúng không? Chính là giá gì? Giá gì? Tính. Nhập khẩu là giá ship ạ. Giá ship hoặc là gì? Giá CFR đúng không? Nhân cho gì? Đây là Nhân cho gì?
Những cái gì mà nó ra 185 Thưa thầy là trị giá lô hàng ạ. đô? Trị giá lô hàng đây nè, trị giá lô hàng là giá ship hoặc là giá CFR, đúng không ạ? Nó nhân cho cái gì ra cái tiền thuế. Rồi, cảm ơn Minh. Đỗ Nguyễn Trường An. Dạ có thầy ơi. Theo An thì tiền thuế nhập khẩu bằng cái công thức gì? Tính thuế nhập khẩu bằng công thức gì? Lấy gì nhân gì? Thưa thầy là bằng trị giá tờ khai hàng nhập khẩu Chính xác. Nhân nhân cho gì? cho thuế xuất nhập khẩu. À, chính xác, thực ra là nhân cho thuế thuế nhập khẩu thôi, không phải thuế xuất khẩu, đúng không? Nó chính là bằng gì? Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu. Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu chính là theo điều kiện thương mại quốc tế nó là gì? Giá ship hoặc là giá CFR nhân cho gì? Thuế, đúng không ạ? Nhân cho trị giá tính thuế đó, đúng không ạ? Nhân cho thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu, đúng không ạ? Ở đây là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm để mà ra được cho 185 đô thì nó bao nhiêu phần trăm? Nó thầy là 10%. 10%, chính xác. Chúng ta đi hiểu chưa, đúng không? Thì để mà tính ra cái này, đúng không, thì tiền thuế nhập khẩu thì người ta sẽ là gì? Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu nhân cho thuế thuế nhập khẩu, đúng không ạ? Thì ra tiền đó thuế nhập khẩu. Còn lại ở đây chúng ta nếu mà áp dụng điều kiện DDP, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái khái niệm là thuế thuế suất VAT, đúng không ạ, hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng á, áp dụng cho hàng nhập khẩu theo cái điều kiện là DDP. Thì để tính được cái tiền thuế giá trị gia tăng này thì người ta sẽ lấy này, đây trị giá tờ khai, đây trị giá tờ khai, đúng không, là 1850 đô cộng cho tổng tiền thuế nhập khẩu. Có nghĩa là gì? Cái tiền thuế nhập khẩu chúng ta đóng, tiền thuế nhập khẩu bằng tính cái nào? Bằng trị giá tờ khai hàng nhập khẩu nhân cho thuế nhập khẩu, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra gì? Cái tiền thuế nhập khẩu đây, người ta cộng cho 185, sau đó nhân cho 10%, đúng không ạ? Cộng hai thằng này lại, đây cộng hai thằng này lại nhân cho 10% thuế suất VAT, đúng không? Là 10%, thì nó sẽ ra cái tiền thuế, người ta gọi đây là tiền thuế VAT, thuế giá trị gia tăng mà chúng ta phải đóng cho cơ quan nhà nước. Do đó thì ở cái điều kiện DDP, đúng không ạ? Đây theo công thức, đúng không ạ? Chúng ta thấy này. Ở cái điều kiện DDP thì nó sẽ xuất hiện thêm cái gì? Giá VAT, thuế giá trị gia tăng, dẫn đến tổng tiền thuế mà chúng ta phải đóng cho nhà nước khi mà hai bên áp dụng điều kiện DDP. DDP có nghĩa là gì? Giao hàng tại kho của người mua nhưng mà vẫn ở trên phương tiện vận tải do người bán chở tới, thì chúng ta phải đóng thêm cái tiền thuế VAT. Thì nôm na chúng ta thấy rằng là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, chúng ta sẽ có tổng tiền thuế phải nộp là 185 đô, đúng không ạ? Là tiền thuế nhập khẩu này cộng cho gì? 203,5 đô. Nôm na chúng ta hiểu là tiền thuế VAT này thì nó ra tổng tiền thuế mà chúng ta phải đóng cho cái lô hàng mà nhập theo điều kiện DDP là 388,5 đô, được chưa? Tới đây ngài có ai thắc mắc gì không? Tới đây có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc đúng không? Rồi. Chúng ta coi cái bài này. Chúng ta tính thử cho mình coi. Đợt trước thì các em tính ở cái bài trước thì tôi không đưa cái thuế giá trị gia tăng vào. Bây giờ tôi đưa cái thuế giá trị gia tăng vào thì chúng ta thử tính coi. Trong vòng 15 phút nha. Các em lưu ý nha, trong vòng 15 phút chúng ta làm thử bài này coi. Chúng ta có thấy bài này không? Thầy phóng to lên thầy ơi. Ok rồi, rồi, được rồi. Rồi 15 phút nha. Đỗ Thị Diễm Quỳnh.
Dạ mình nghe rồi. À, ra chưa? À, dạ rồi ạ. À, rồi kết quả bao nhiêu? Dạ em có thể đọc thuế của từng câu được không ạ? À, câu 1 đi. À, dạ thuế của câu 1 thì thuế nhập khẩu em ra 1 tỷ 770 triệu ạ. Rồi. Rồi thuế giá trị gia tăng. Dạ, thuế giá trị ra gia tăng là 2 tỷ 655 triệu. 2 tỷ 655 triệu. Rồi, các bạn khác có giống như vậy không? Rồi câu câu 2. Dạ câu 2 thuế nhập khẩu là 63 triệu 450 ạ. 63 triệu ha. Ừ. Thuế xuất khẩu, à, thuế giá trị gia tăng. Dạ thuế giá trị gia tăng là 26 triệu ạ. Rồi. À, câu 3. Dạ câu 3 có thuế xuất khẩu là 250 triệu ạ. Vậy thôi đúng không? À Các bạn dạ. có ra giống vậy không? Giống bạn Quỳnh không? À, bạn bạn Hùng. Dương Đình Hùng hả? Bạn Hùng có đây không? Dạ em nghe thầy. Ra chưa? Dạ em chưa ra thầy. Khúc mắc chỗ nào? Dạ. Dạ có. Khẩu đúng không? Hỏi cái thuế nhập khẩu ở câu 1 tính sao không? Dạ. À, đây này, nhập khẩu là 180.000 sản phẩm A đúng không? Giá ship quy ra Việt Nam đồng là 100.000 đồng trên một sản phẩm. Giá ship này nôm na là trị giá tờ khai hàng nhập khẩu đó đúng không ạ? À? Vậy tổng trị giá tờ khai hàng nhập khẩu lô hàng này là bao nhiêu không? Em chưa làm ra ấy thầy. Rồi. Rồi, chưa làm ra. Bạn nào làm ra rồi? Giống bạn Quỳnh không? Bạn Lý Nguyễn Thị Mai. Dạ có thầy. Ừ, sao rồi? Dạ em chưa làm ra thầy ơi. Ừ. Vướng mắc chỗ nào? Dạ vướng mắt hết luôn thầy. Vướng mắc hết luôn thầy. Rồi. À, đây, đây là đáp án. Thứ nhất là gì? À, nhập khẩu là 180.000 sản phẩm A. Chúng ta tập trung nha. À, theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì có 3.000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Do đó thì cái thuế nhập khẩu thì chúng ta chỉ tính cho bao nhiêu? 177.000 sản phẩm mà thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 180.000 sản phẩm trừ cho 3.000 sản phẩm bị hư hỏng hoàn toàn. Thì tổng số hàng sản phẩm A để tính thuế đó là gì? 180.000 trừ cho 3.000 là 177.000 sản phẩm. Đúng không ạ? Thuế nhập khẩu thì chúng ta lấy cái gì? Thuế nhập khẩu thì chúng ta lấy số lượng này nhân cho giá ship trên một sản phẩm đúng không ạ? À? Có nghĩa là một sản phẩm thì có giá là 100.000 Việt Nam đồng. Do đó thì 117.000 sản phẩm sẽ bằng là gì? 117.000 nhân cho 100.000 Việt Nam đồng.
có nghĩa là tổng trị giá tờ khai hàng nhập khẩu tính theo Việt Nam đồng, đúng không ạ? Các em lưu ý rằng được trước mình nói rồi, khi mà đóng thuế xuất cũng như nhập khẩu thì cơ quan nhà nước là hải quan người ta yêu cầu phải chuyển đổi sang cái đồng tiền nội tệ là Việt Nam đồng. Lưu ý nha. Do đó thì trong quá trình mà chúng ta tính thuế xuất cũng như nhập khẩu thì chúng ta lưu ý rằng là phải chuyển về cái giá là Việt Nam đồng, không có để giá đồng ngoại tệ. Rồi thuế điều đó có nghĩa là thuế nhập khẩu thì giống như bạn Quỳnh đã tính đó là gì, sẽ bằng là gì, 177.000 sản phẩm đó, nhân cho đơn giá của một sản phẩm tính theo Việt Nam đồng là gì, 100.000, nhân cho thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu ở trong đây là gì, 10%, đúng không ạ? Đây, thuế nhập khẩu của sản phẩm A là 10%, thì chúng ta sẽ có được cái thuế nhập khẩu là 1.770.000.000 Việt Nam đồng, đúng không ạ? Rồi từ đó chúng ta tính ra được cái thuế giá trị gia tăng. Thì ở đây người ta yêu cầu là số sản phẩm này công ty bán được với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 150.000 đồng trên một sản phẩm, đúng không ạ? Thì vấn đề là nhập về và bán ra thì người ta sẽ lấy gì, 177.000 sản phẩm này nhân cho gì, đơn giá của một sản phẩm khi mà chưa tính thuế giá trị gia tăng là gì, 150.000. Thì ở đây thì người ta đã cộng lại rồi, đúng không ạ? Rồi nhân bao nhiêu, nhân cho thuế giá trị gia tăng là 10%, thì chúng ta sẽ có được cái thuế giá trị gia tăng phải nộp, được chưa? Tương tự như vậy ở câu 2 và câu 3, chúng ta sẽ thấy có giá trị tương tự, làm thuế nhập khẩu là bao nhiêu. Ở câu 2 đó là nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua kiểm tra hải quan xác định được thiếu 3.000 sản phẩm, dẫn đến là tổng cái lượng hàng nhập khẩu thực tế vào việc là gì, lấy 5.000 trừ cho 3.000, có nghĩa rằng là còn 4.700 sản phẩm. Lúc này chúng ta sẽ tính thuế nhập khẩu cho 4.700 sản phẩm này là bao nhiêu. 4.700 sản phẩm nhân cho 5 ở đây là gì, 5 đô, đúng không ạ? 5 đô trên một sản phẩm, thì chúng ta thấy rằng ở đây là người ta sử dụng là gì, 5 đô. Tuy nhiên mình nói rồi, tất cả được trước chúng ta cũng làm rồi, chúng ta phải chuyển qua giá là Việt Nam đồng, đồng nội tệ để chúng ta tính thuế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng người ta nhân mấy, 4.700 sản phẩm này nhân cho 5 đô, 1 đô là 18.000, đúng không ạ? Nhân cho thuế xuất khẩu, cũng tương tự như vậy, thuế số thuế giá trị gia tăng phải nộp thì người ta là bao nhiêu đây? Trong đó thông kỳ bán được 2.000 sản phẩm với giá chưa tính thuế là 130.000 một sản phẩm, thì lúc này chúng ta cũng tính ra cái công thức tính, đúng không ạ? Là lấy 2.000 sản phẩm nhân cho cái đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng nhân cho 10, thì chúng ta sẽ ra cái số là 26.000.000 đó, đúng không ạ? Đúng rồi, bản Quỳnh đã cũng làm ra như vậy. Rồi tương tự như vậy thì cái câu 3 thì số thuế xuất khẩu thì xuất khẩu nộp cho sản phẩm C thì người ta lấy cái gì, giá FOB cho một sản phẩm nhân cho tùy số lượng sản phẩm, đúng không, nhân cho cái thuế xuất khẩu, thì chúng ta cũng ra ra được cái thuế xuất khẩu. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là tổng thuế xuất khẩu sẽ bằng là 250.000.000, tổng thuế nhập khẩu thì của hai lô hàng 1 và 2 thì chúng ta sẽ thấy là bằng 2.655.000.000 cộng cho 63.450.000.000. Thì nó ra cái tổng thuế nhập khẩu đó là 2.718.450.000. Và tương tự như vậy thì chúng ta có tổng được cái thuế giá trị gia tăng phải nộp cho hai cái lô hàng mà chúng ta bán vào thị trường Việt Nam, đó là gì? VAT sẽ bằng 225.000.000 cộng cho 26.000.000 bằng 251.000.000 Việt Nam đồng. Thì đó là cái đáp án. Thì các em lưu ý rằng là gì, mình sẽ gửi cái slide này, chúng ta coi có thắc mắc gì, không hiểu chỗ nào thì mình sẽ giải thích cho các em vào buổi sau nha. Rồi tiếp theo, chúng ta có thắc mắc gì không, chúng ta hiểu chưa? Có ai có thắc mắc gì không? Rồi một phần tiếp theo nữa đó là chúng ta xác định cái phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Thì mình nói rồi, ở cái mục là ở điều kiện là CIF hoặc là điều kiện CIP thì nó xuất hiện ra cái Y nôm na là insurance.
Insurance thì ở đây thì là gì? Người bán họ sẽ mua bảo hiểm dùm cho người mua, và họ mua với phí bao nhiêu thì họ sẽ yêu cầu người mua trả lại cái phí bảo hiểm đó. Thì các em lưu ý rằng là cái phí bảo hiểm này thì chúng ta có một cái công thức tính, chúng ta lưu ý nha. Thì phí bảo hiểm là gì? Người ta sử dụng cái thuật ngữ tiếng Anh đó là insurance premium, nôm na dịch ra gọi là phí bảo hiểm, là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho người bảo hiểm. Nôm na là cái khoản tiền ở đây mà người bán, đúng không ạ, họ phải trả cho người bảo hiểm để đối tượng bảo hiểm của mình, đối tượng bảo hiểm của chúng ta ở đây là gì? Hàng hóa xuất nhập khẩu được bảo hiểm. Thì nôm na thì người ta gọi là phí bảo hiểm. Và công ty bảo hiểm thu phí theo tỷ lệ phần trăm so với tiền bảo hiểm để từ đó tính ra số tiền mà bên mua phải trả, bảo hiểm phải trả. Thì nó có một cái công thức tính. Ở đây chúng ta có Y bằng CIF nhân cho R. Với CIF, chúng ta lưu ý là Y CIF ở đây là gì? Giá ship á. Hoặc là trong trường hợp nếu mà chúng ta đi bằng đường hàng không thì người ta thay cái CIF này bằng gì? CIP. Đó là giá bằng cái phí, cước phí bảo hiểm này là gì? Bằng giá nhân cho R. Với R, chúng ta lưu ý là với R là tỷ lệ phí bảo hiểm. Thì gồm có tỷ lệ phí chính và tỷ lệ phí phụ. Thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm này nó ở đâu ra? Thì tí nữa mình sẽ giải thích cho các em. Rồi trong đó thì CIF giá ship thì nó bằng C cộng F chia trong 1 trừ R. Đây là cái công thức chung. Chúng ta lưu ý nha. Y là bằng CIF, có nghĩa là gì? Phí bảo hiểm sẽ bằng là gì? Giá ship nhân cho R, với R là tỷ lệ phí bảo hiểm. Và giá ship này thì được tính bằng công thức là C cộng F chia cho 1 trừ R. Thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức ship này để chúng ta tính ra. Trong đó C là gì? Là giá FOB của hàng hóa, là C, cộng cho F. F là gì? Là cước phí vận tải nhận chính. Và R thì đây là cái công thức mà chúng ta sử dụng để tính cái phí bảo hiểm ở cái mục đây này, ở trong cái mục công thức là Y. Thì Y bằng cái gì? Y bằng ship nhân cho R, với ship là giá giá khi hàng hóa đó được đưa đến cảng nhập trên tàu tại cảng nhập, và R đó là tỷ lệ phí bảo hiểm. Thì tỷ lệ phí bảo hiểm thì các em lưu ý là gì? Trong thực tế, người bán các rủi ro được bảo hiểm theo điều kiện ABC, nôm na như thế này. Khi mà chúng ta mua bảo hiểm, có nghĩa là người bán họ sẽ mua bảo hiểm, thì hiện nay liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thì người ta chia làm 3 điều kiện. Có nghĩa là mua bảo hiểm điều kiện A, mua điều kiện bảo hiểm điều kiện B và mua bảo hiểm điều kiện C. Thì ứng với mỗi loại thì nó sẽ có một cái mức phí bảo hiểm khác nhau. Trong đó thì cái điều kiện loại A thì có mức phí bảo hiểm cao nhất. Điều kiện loại B thì có mức phí bảo hiểm cao nhì, và điều kiện loại C thì có mức phí bảo hiểm thấp nhất. Thì cái mức phí bảo hiểm này nó phụ thuộc vào các cái nguyên nhân mà gây ra tổn thất hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Thì chúng ta có thể coi liệt kê, ở đây thì tôi sử dụng một cái bảng liệt kê ra các cái điều kiện A, B, C, đúng không ạ? Trong đó này, tôi lấy ví dụ như là điều kiện A, thì nó là cái điều kiện mà có mức phí bảo hiểm cao nhất. Tại vì nó bảo hiểm cho tất cả các cái nguyên nhân gây ra, coi như là gần gần như là hầu hết tất cả các cái nguyên nhân gây ra cái tổn thất cho hàng hóa đó trong quá trình vận chuyển. Chẳng hạn như là ở đây thì người ta phân ra làm hai loại, đó là những cái nguyên nhân gián tiếp và những cái nguyên nhân trực tiếp. Chẳng hạn như là nguyên nhân gián tiếp gây ra hư hỏng hàng hóa đó, chẳng hạn như là cháy nổ. Chẳng hạn như trong quá trình vận chuyển hàng hóa như vậy thì phương tiện vận tải vì một lý do nào đó bị cháy hoặc bị nổ, dẫn đến là gì? Gây hư hỏng hàng hóa được vận chuyển trên tàu. Thì người ta cũng gì, theo cái điều kiện bảo hiểm loại A, nếu mà chúng ta mua cái mức bảo hiểm này thì họ sẽ bồi thường. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì? Nguyên nhân dẫn đến gián tiếp thì loại A, loại B, loại C đều giống nhau, có nghĩa rằng là gì? Cháy nổ. Thì chúng ta thấy là mua bảo hiểm theo điều kiện A, B hay C thì người ta cũng vẫn sẽ bồi thường hàng hóa. Rồi tàu hay xà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Chúng ta lưu ý rằng là gì? Ở đây chúng ta áp dụng cái vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Do đó thì cái phương tiện vận chuyển bằng đường biển chủ yếu là gì? Tàu
hoặc là xà lan. Nó có một cái khái niệm xà lan thì là một cái phương tiện thủy nội địa, có nghĩa là chúng ta lưu ý rằng là trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong nước bằng đường biển thì người ta hay sử dụng cái loại nhỏ hơn tàu một tí, người ta sử dụng thuật ngữ là xà lan. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu thì tàu hay xà lan bị mắc cạn. Nếu mà chúng ta mua cái điều kiện loại A, loại B, loại C thì trong trường hợp vận chuyển hàng hóa như vậy, xà lan hay tàu bị mắc cạn hay bị đắm hoặc là lật úp dẫn đến là hàng gây hư hỏng hàng hóa thì cái công ty bảo hiểm này người ta cũng sẽ bồi thường tổn thất cho hàng hóa đó. Cũng tương tự, chẳng hạn như là tàu đâm va vào nhau hoặc là đâm phải bất kỳ vật gì không phải nước, chẳng hạn như là chúng ta lưu ý là thì trong quá trình vận chuyển hàng hóa, chẳng hạn như là trong cái khu vực đó nó có nhiều cái chướng ngại vật, chẳng hạn như là đá ngầm này, băng trôi này, rồi tàu bị đắm này, thì nếu mà cái phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển nhưng nó đâm phải đó dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng thì các điều kiện loại A, loại B, loại C người ta cũng tương tự, người ta cũng sẽ bồi thường. Rồi tiếp theo chẳng hạn như là dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn, rồi phương tiện vận chuyển bằng đường biển bị lật đổ hoặc trật bánh, rồi động đất, đây là những cái nguyên nhân gián tiếp gây hư hỏng hàng hóa. Còn ngoài ra thì còn có những cái nguyên nhân trực tiếp tác động đến hàng hóa. Chẳng hạn như là loại A, loại B, loại C thì nó đều có ba cái loại là hy sinh tổn thất chung. Chẳng hạn như là trong quá trình vận chuyển như vậy, tàu bị đắm thì để có thể tàu nổi, nó có một cái khái niệm chẳng hạn như để có thể tàu nổi thì dẫn đến là chúng ta phải bỏ bớt hàng hóa đi để mà gì tàu nó không bị chìm, thì dẫn đến là người ta gọi là hy sinh tổn thất chung, có nghĩa là hy sinh cái hàng hóa đó để tránh cho cái tổn thất hư hại về tổng toàn bộ cái lượng hàng cũng như cái con tàu đó, chẳng hạn như ném tàu. Rồi ở đây người ta cũng có ghi là ném hàng khỏi tàu, vứt hàng xuống biển, hàng hóa bị mất tích do tàu bị mất tích không phải do cướp biển. Thì đây là chúng ta lưu ý rằng là gì, khi mà người bán mua bảo hiểm cho dùng cho người mua thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, có ba cái điều kiện mà người mua yêu cầu người bán mua dùng, có nghĩa là điều kiện loại A, điều kiện loại B và điều kiện loại C. Thì trước đây ở Incoterm 2010 á thì người ta yêu cầu rằng là gì, khi mà trong đó người ta ghi rõ luôn là ứng với điều kiện là CIF thì người bán sẽ người mua dùm bảo hiểm cho người mua với cái mức bảo hiểm là tối thiểu. Mức bảo hiểm tối thiểu là ở đây là gì? Là điều kiện C. Tuy nhiên thì ở điều kiện Incoterm 2020 thì người ta ghi rằng là gì? Người mua sẽ nhờ người bán mua dùm bảo hiểm cho người mua, nhưng cái mức bảo hiểm theo điều kiện A, B, C, D thì do hai bên thỏa thuận. Có nghĩa rằng là gì, nếu mà người mua, người ta yêu cầu người bán mua với cái mức cao nhất là điều kiện loại A thì người mua, người bán cũng phải mua dùm, và đồng thời là sau khi mua xong thì người bán họ sẽ đòi cái phí bảo hiểm này từ người mua. Cũng tương tự là B hay C thì đó là theo điều kiện. Thì ứng với mỗi cái điều kiện như thế này, nó sẽ có một cái mức, lúc nãy mình nói rồi, nó có cái error đó, thì nó có gọi là cái gì, biểu phí của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Thì nếu mà mua ở điều kiện loại C, thì cái tỷ lệ phí, có nghĩa là cái error ở trong công thức này này, cái error đây này, tỷ lệ phí bảo hiểm này này, đúng không ạ, chúng ta thấy không? Thì nôm na là gì, căn cứ vào cái điều kiện C, B hay A, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ phí khác nhau. Chẳng hạn như là nếu mà hai bên thảo luận là gì, người bán sẽ mua dùm bảo hiểm cho người mua ở theo điều kiện loại C, thì lúc này chúng ta biết là tỷ lệ phí bảo hiểm là gì, 0.06%. Do đó thì cái cách mà cái phí bảo hiểm lúc này chúng ta sẽ bằng cái gì, y sẽ bằng cái gì, y sẽ bằng là gì, ship này, đúng rồi, nhân cho R. Tôi lấy ví dụ như là giá ship là 1850 đô la, đúng không ạ, nhân cho tỷ lệ phí bảo hiểm hai bên người ta áp dụng là ở cái điều kiện loại C là bao nhiêu, 0.06%. Đây thì chúng ta tính vào đây, 0.06%, 0.06, đúng không, thì nó sẽ bằng phần trăm, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tính ra. Chúng ta sẽ tính ra được cái phí bảo hiểm mà người bán phải trả. Sau khi tính ra được cái phí bảo hiểm này thì người mua họ sẽ gì, hoàn trả lại cái phí bảo hiểm này cho người bán. Đó là cái cách mà chúng ta tính, đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, ở điều kiện loại B, nếu hai bên họ thỏa thuận rằng người bán sẽ mua dùm bảo hiểm cho người mua và cái điều kiện bảo hiểm là loại B, đúng không ạ, thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm thì người ta sẽ có một cái tỷ lệ phí bảo hiểm là đây, 0.12%.
Tương tự như vậy, bảo hiểm theo điều kiện loại A là coi như là bảo hiểm toàn bộ đó, thì nó sẽ có các cái tỷ lệ theo cái biểu sau đây. Chúng ta thấy rằng là gì, ứng với mỗi mặt hàng khác nhau thì nó sẽ có một cái tỷ lệ phí bảo hiểm khác nhau. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là các mặt hàng về giày dép này, may mặc này, đồ thể thao này, xăm lốp ô tô xe máy này, thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ là 0,2%. Có nghĩa rằng là gì, hai bên họ thỏa thuận là người bán sẽ mua dùm bảo hiểm cho người mua với cái điều kiện loại A, thì căn cứ vào cái hàng hóa cụ thể mà cái công ty bảo hiểm họ sẽ có một cái tỷ lệ phí bảo hiểm khác nhau đối với điều kiện loại A cho từng loại mặt hàng đó. Thì đây là tôi chỉ liệt kê một số các loại cơ bản thôi, chẳng hạn như là các mặt hàng chè, cà phê, điện dân dụng, điện tử, hàng mây tre, máy móc, thiết bị, đồ dân dụng, nước ép trái cây, thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền, đồ gỗ, đồ chơi trẻ em, đồng và các sản phẩm bột cá, rồi các sản phẩm từ gỗ, rượu vang, dầu cá, hóa chất, thực phẩm đông lạnh và đồ ăn nhanh. Thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm nó sẽ dao động trong khoảng là từ 0,25% cho đến 0,3%. Lưu ý như thế này, khi mà chúng ta tính toán á, thì thực ra thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm này thì bao giờ trong đề cũng cung cấp cho các em, do đó chúng ta cũng không cần nhất thiết phải mở lại để coi cái tỷ lệ phí bảo hiểm ở điều kiện C là bao nhiêu, ở điều kiện A, B là bao nhiêu, ở điều kiện A ứng với cái mặt hàng đó là bao nhiêu. Còn ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn cho các em biết rằng ứng với lại mỗi cái điều kiện A, B, C khác nhau sẽ có một cái tỷ lệ phí khác nhau. Tất nhiên cái tỷ lệ phí này hàng năm có thể thay đổi tùy thuộc vào cái người bán bảo hiểm người ta đưa ra. Do đó thực ra thì cái phí bảo hiểm này thì liên quan đến hàng hóa, trong vấn đề hàng hóa xuất nhập khẩu thì tôi thấy rằng là 10 năm trở lại đây thì nó cũng không có dao động mấy, có nghĩa là nó vẫn tương đối ổn định. Khác với lại vấn đề là các cái hình thức, các cái loại hình bảo hiểm khác mà trong nước mà chúng ta từng biết. Rồi chẳng hạn như là các mặt hàng gốm sứ, hoa quả tươi, hải sản đông lạnh thì tỷ lệ phí là sẽ dao động từ 0,45 cho đến 0,5. Thì đó, thì từ cái phí bảo hiểm này, đúng không ạ? Tỷ lệ phí bảo hiểm này thì chúng ta tính ra được phí bảo hiểm bằng cách là áp dụng vào công thức này. Đó là gì? Y bằng CF ship nhân chữ R. Với ship trong trường hợp, đúng không ạ? Trong trường hợp rằng là đề không cho chúng ta giá ship, thì để mà xác định được giá ship thì chúng ta có cái công thức tính này, đúng không ạ? Ship sẽ bằng cái gì? C cộng cho F bằng chia cho 1 trừ R. Trong đó là gì? C chính là gì? Giá FOB, đúng không ạ? FOB này. Giá FOB, đúng không ạ? Cộng cho F. F là gì? Cước phí vận tải hành chính. 1 trừ cho gì? 1 trừ cho R, trong đó R thì đề bài đã cho rồi cái tỷ lệ phí bảo hiểm. Thì cái tỷ lệ phí bảo hiểm này các em lưu ý rằng là gì, có thể người ta cho chung hoặc là có thể người ta cho cái tỷ lệ phí chính và tỷ lệ phí phụ, thì tùy thuộc vào cái đề bài, đặc biệt là trong khi làm bài tập á, tùy thuộc vào cái đề bài thì chúng ta có thể tính được cái tỷ lệ phí bảo hiểm này bằng cách là lấy tỷ lệ phí chính cộng cho tỷ lệ phí phụ tính ra. Và trong thực tế thì một số công ty bảo hiểm bỏ qua cách tính phí phức tạp này mà áp dụng luôn là người ta lấy Y bằng R nhưng cho giá trị invoice. Thì thực ra thì cái này, cái công thức này chỉ có thể xác định được khi mà chúng ta có giá được giá FOB hay giá ship. Tuy nhiên thì vấn đề là trong các cái bài thi, bài kiểm tra thì tôi luôn luôn là gì, áp dụng cái công thức Y bằng ship nhân R, với ship thì bằng C cộng F chia cho 1 triệu R, trong đó C chính là giá FOB đó. Thì đó là cái cách tính. Rồi, liên quan đến phí bảo hiểm này chúng ta có thắc mắc gì không? Liên quan đến phí bảo hiểm này các bạn nào thắc mắc gì không? Ngô Thu Thảo. Dạ em nói là không có thắc mắc ạ. Nói chung là hiểu không? Dạ hiểu ạ. Rồi rồi rồi, cảm ơn em. Rồi chúng ta thử tính một bài coi. Đây. Mà 5 phút nha, chúng ta thử tính bài này coi. Rồi. Ngày 5 tháng 8 2019,
Công ty ABC yêu cầu bảo hiểm cho lô hàng thép nhập khẩu từ Nga về cảng Cát Lái Việt Nam. Giá trị lô hàng là 50 triệu đô, đã có cước vận chuyển. Hàng được xếp trong container và vận chuyển bằng đường biển. Khi đang đi giữa biển, tàu bị cướp biển tấn công và mất lô hàng. Hãy tính ở đây thì tôi chỉ yêu cầu các em hãy tính phí bảo hiểm thôi. Hãy tính phí bảo hiểm thôi. Phải trả. Tôi đọc lại đây nghe. Ngày 5 tháng 8 2019, công ty ABC yêu cầu bảo hiểm cho lô hàng thép nhập khẩu từ Nga về các cảng Cát Lái Việt Nam. Giá trị lô hàng là 50 triệu đô, đã có cước vận chuyển. Hàng được xếp trong container và vận chuyển bằng đường biển. Khi đang đi giữa biển, tàu bị cướp biển tấn công và mất lô hàng. Hãy tính phí bảo hiểm phải trả. Hãy tính phí bảo hiểm thôi. Xác định cho tôi cái phí bảo hiểm thôi. Biết rằng tỷ lệ phí chính là 0,5%, phụ phí tuyến cho là 0,02%. Bảo hiểm sẽ bằng cái gì? Giá trị lô hàng là 50 triệu đô, đã có cước vận chuyển, đúng không ạ? Thực ra đã có cước vận chuyển chính là giá gì? Giá ship đó, đúng không ạ? Nhân cho gì? Tỷ lệ phí bảo hiểm là R. Trong đó tỷ lệ phí bảo hiểm bằng cái gì? Bằng tỷ lệ phí chính, đúng không? 0,5%, đúng không ạ? Cộng cho 0,02%, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ bằng, đúng không? Đúng không? Giá ship ở đây là bao nhiêu? 50 triệu, đúng không ạ? Nhưng bao nhiêu? 0,52%. Thì chúng ta sẽ tính ra được cái gì? Phí bảo hiểm. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Tới đây thì có ai thắc mắc liên quan tới vấn đề tính phí bảo hiểm không? Cái công thức tính phí bảo hiểm không? Thế này, ở trên LMS, chúng ta lên hệ thống LMS đi. Tôi có gửi một cái phần gọi là bài tập. Chúng ta nhấp vào cái phần bài tập thì chúng ta sẽ thấy có hai bài. Liên quan đến vấn đề bài đầu thì nó liên quan đến vấn đề là đây. Bài đầu thì nó liên quan tới vấn đề là bài này.
Các em thấy chưa? Trên hệ thống MMS lấy chưa? Chúng ta có nghe mình nói không? Dạ có thầy ơi. Em mở MMS em thấy trong cái phần bài tập chưa? Dạ rồi. Trong phần bài tập đó có hai bài. Chúng ta thấy chưa? Huy thấy không? Dạ thấy thầy ơi. Rồi. Chúng ta làm hai bài này. Hạn là tới 23 giờ tối nay. Chúng ta làm cho mình hai bài này nhé. Và chúng ta nộp qua hệ thống LMS luôn. Hạn là 23 giờ tối nay. Và coi như bữa nay chúng ta kết thúc ở đây. Bữa sau sáng thứ năm thì mình sẽ giải hai bài tập này. Đồng thời chúng ta sẽ học một cái phần gọi là tính tỷ giá xuất nhập khẩu cho một lô hàng, để mà coi thử là cái lô hàng đó chúng ta xuất hay nhập có lời hay lỗ hay không, thì là cái buổi tiếp theo. Rồi các bạn có thấy, các bạn nào chưa thấy cái bài tập mà mình post trên MMS không? Một bài hả? Sau một bài mình post hai bài. Em có thể làm trên trên Word đúng không ạ? Rồi em gửi lên trên hệ thống cho mình luôn. Có nghĩa là chúng ta gửi qua hệ thống, hoặc là chúng ta có thể làm trực tiếp ở trên cái hệ thống luôn. Rồi chúng ta submit thôi. Trong hệ thống nó có hai, nó có hai bài đó, chúng ta thấy chưa? Dạ thấy rồi ạ. Rồi ok, rồi rồi chúng ta làm tới 23 giờ tối nay nộp cho mình nha. Là hạn hết đó, khi các em qua ngày hôm sau là các em sẽ nộp không được đâu. Do đó cố gắng làm trong ngày hôm nay cho mình nghe. Nó cũng khá đơn giản thôi, áp dụng những cái công thức mình hướng dẫn cho các em. Bây giờ mình sẽ gửi cái slide. Cái slide mà sáng giờ mình trình bày lên các em, để các em có được cái công thức để chúng ta tính nha. Rồi, thôi chào các em nha.